Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy may mắn trên kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị thân mến, cưới vợ làm nhà là hai việc lớn của đời người. Đây là việc làm vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến công danh, thành bại của gia chủ. Chính vì thế, từ xa xưa, ông cha ta đã coi trọng việc xem hướng nhà, tuổi động thổ để tránh phạm phải những ngày xấu, những ngày đại kỵ trong phong thủy nhà ở. Trong phong thủy, nếu muốn làm nhà cần phải xem xét rất nhiều yếu tố, tuổi Giáp Thìn cũng vậy. Để biết được trong năm 2020, người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 xây nhà hướng nào để có những cát tinh tốt, tránh xây hướng nào không gặp phải những hung tinh xấu, hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, việc đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ, đô thiên, mộ long, biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cắt bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung hỏa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta sẽ đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta sẽ đến kim lâu. Năm 2020, canh tí gia chủ Giáp Thìn 57 tuổi. Theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu thê, kỵ vợ. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tới tai họa cho vợ, cuộc sống vợ chồng cũng bất hòa cãi nhau. Nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cắt lành hay không. Xét đến hoang ốc thì tuổi Giáp Thìn 2020 theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải lục hang ốc, lục ốc tạo ra bất khả thành. Gia chủ làm nhà tuổi này cũng bị phạm, khó thành đạt trong công việc được. Còn xét đến tam tai, người tuổi Giáp Thìn cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà 2020 canh tí theo cách tính thì gia chủ 1964 Giáp Thìn sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ, tam tai. Năm này phạm phải kim lâu thê, kỵ vợ. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tới họa cho vợ, cuộc sống vợ chồng cũng bất hòa cãi nhau. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn hơn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Thìn 1964, nam mệnh thuộc cung Ly Hỏa, nữ mệnh thuộc cung Càn Kim. Xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Giáp Thìn cung Ly, xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy người mệnh Ly Hỏa có bốn tốt là Nam phục vị, Đông Nam thiên y, Bắc diên niên, Đông sinh khí, bốn xấu là Đông Bắc hỏa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, Tây ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1964 nam mạng xây nhà vào năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc chính là Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ làm biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Thìn xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diêm niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ hai đó là hướng nam, gồm có ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Giáp Thìn thì xây nhà và ở hướng nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ ba đó là hướng đông, gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo xúc họa vào thân. Tuổi Giáp Thìn nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cắt lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là chấn, chủ vị nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người sống trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư đó là hướng tây, gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để được khởi công động thổ, cát lành, may mắn. Với nam mạng Giáp Thìn 1964 xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mang ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Để hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Giáp Thìn đang ở nhà hướng tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964.
Tiếp theo, đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Giáp Thìn 1964 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật. Còn cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Giáp Thìn khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn 1964. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và độc bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm phải mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn 1964 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Trường hợp bạn đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn 1964. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Giáp Thìn xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y thuộc sao Cự Môn. Thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi thì tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 217,5. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và tháng 10 âm, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát.
Tuổi Giáp Thìn nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây nhà và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch Phượng Long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Thìn đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đối với nữ mạng Giáp Thìn cung Càn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Càn Kim, bốn tốt Tây Bắc phục vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí, bốn xấu là Đông Nam Hỏa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên chúng ta xét đến hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Thìn nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thì bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Thìn đang ở hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mệnh. Thứ hai, đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Giáp Thìn 1964 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Giáp Thìn khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi vì khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn nữ mạng. Thứ ba, đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ được nhiều may mắn và cát lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân.
Với nữ bạn Giáp Thìn 1964, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2020, nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái, khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy. Theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ có thể hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Giáp Thìn đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn nữ mạng. Thứ tư, đó là hướng Tây gồm có 3 sơn, canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ, 5 canh tí cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi 1964 Giáp Thìn nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát tài lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ vì nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên. Tượng trưng cho các tường vật thuận lợi, nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà sẽ có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6 và 11 âm lịch sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Giáp Thìn xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ, 5 canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, tổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu tủy đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Giáp Thìn 1964 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn,
chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2020 Canh Tý, sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, Phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Giáp Thìn mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ, hướng Tây Nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi, sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Thìn 1964. Hướng cuối cùng mà chúng ta xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Bùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Giáp Thìn xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, các cụ ta đã dặn rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì thế mà những yếu tố về phong thủy hướng nhà mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, quý vị tuổi Giáp Thìn hãy thận trọng ghi nhớ và lưu ý nhé. Rất cảm ơn quý khán giả đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp, cố vấn cho quý vị những thông tin, kiến thức cũng như là ứng dụng của phong thủy trong đời sống của người Việt. Với đội ngũ tư vấn viên, chuyên viên hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy Việt Nam chắc chắn sẽ giúp bạn tháo gỡ được những băn khoăn trăn trở của quý vị. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có thể nhận được những giá trị tâm linh phong thủy chính tông. Chúc quý khán giả xây cất được một ngôi nhà ưng ý, đem lại nhiều cát lành cho những người bạn thương yêu.